Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Nhắn Đẹp Trai. Dạo này mình thấy mình đẹp trai ghê các bạn ơi. Bữa hôm nay mới đi làm về, thơm quá. Bữa hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái tuyệt chiêu, đó chính là các bạn biết không, khi mà mình về nhà mình không có gì làm cho nên mình kiếm cái gì đó để làm các bạn. Ok, thì ở bên Mỹ này khi mà các bạn muốn ăn thịt heo quay á rất là khó. Các bạn biết không, người Việt Nam của mình họ sống ở 50 tiểu bang của nước Mỹ. Nhiều nhất là California nè, hai là Florida nè, ba là Houston nè. Ok, nhưng mà các bạn biết không, nhiều người ở tiểu bang Florida khi mà họ ăn họ muốn ăn heo quay á, nhiều khi người ta không có bán, nhất là cái mùa dịch này nè các bạn. À, giống như là những cái người Việt Nam ở bên California thì nhất là cái mùa dịch là khi mà họ muốn ăn heo quay á thì nhà hàng nó không có bán các bạn. Hay là giống như là ngày mơi họ muốn cúng cái gì đó mà họ muốn mua một miếng heo quay về họ cúng đó thì nhà hàng nó không có bán các bạn, thì họ rất là buồn các bạn và họ không biết làm. Cho nên bữa hôm nay mình sẽ làm. Ở bên Mỹ này các bạn biết không, máy móc rồi đủ thứ chứ không, thì mình phải biết tận dụng nó. Ok, thì cái máy này có rất là nhiều người hỏi mình là cái máy này mới gì. Cái máy này nó là một cái máy nướng, nướng bánh mì nè, nướng gà nè, nướng bánh nè. Nói chung là cái máy này là cái lò nướng rất là tuyệt vời, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi chứ. Cái máy này các bạn có thể nướng bao lâu cũng được, nó rất là tiện. Và các bạn quay heo được luôn nha, heo nhỏ quay được luôn. Ok, thì chạy trong đây mình đã bỏ một miếng heo quay rồi đó, mà thấy không, bây giờ nó bốc khói lên nè, ghê học thơm lắm nha các bạn. Để mình cho các bạn coi cận cảnh nha. Thì cái cục thịt heo này mình mua ở chợ đó, hấp dẫn quá các bạn ơi, cái quả đã luôn. Ok, bây giờ mình nãy giờ mình nướng nó rồi thì mình sẽ lấy ra mình chặt thử nha. Thì cái cục heo quay đó, nếu mà mình tính mà mình mua ở chợ Trung Quốc á thì cái cục đó họ sẽ bán mình là 29 đô la các bạn. Thì mình tới mình mua, nhưng mà nhiều khi mình đi làm vậy mình tới mình mua đó thì họ không còn nữa cho mình các bạn. Nếu mình muốn ăn á thì mình phải đi thiệt là sớm, hay là mình phải đi giống như là cuối tuần, nhưng mà các bạn biết mình không có thời gian đúng không, thì mình không thể nào mà đi được, cho nên mình tự làm ở nhà luôn. Ok, cục này khoảng 3 pound mấy. Cục này nếu mà mình mua thì là 29 đô la, nhưng mà mình tự làm thì cái cục này mình mua ở chợ có 10 đô la các bạn, rẻ hơn 20 đô nhé. Ở đây nó có một cái máy báo cháy các bạn. Khi mà các bạn nướng khô hay là nướng gì mà khói quá đó thì các bạn nên mở cửa để cho nó hút cái khói đi. Tại vì nếu mà cái khói mà nó bay qua tới cái máy này thì nó kêu rất là lớn các bạn. Nó kêu là píp 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 píp, nó báo cháy đó. Cho nên mình phải mở máy hút lên ha. Ồ, trời ơi các bạn nhìn nè, quá là sôi. Ok, bây giờ qua đây để cho con dạo mình nó chặt ra đi. Đây là chặt cái miếng mình nướng đây. Đó, hấp dẫn quá các bạn ơi. Trời ơi, một miếng heo quay giòn rụm luôn. Quả đã, coi chặt đi. Đâu nghe nó giòn nghe chưa? Trời ơi, giòn khẩu luôn. Đó, quá đã luôn. Trời, cái này khỏi cần đi mua ở ngoài các bạn. Đó, nó giòn. Trời ơi, nó giòn quá các bạn ơi, nhìn nè, quá đã luôn, đâu cần đi ra chợ mua đâu. Trời ơi, cái da của nó kìa. Trời ơi, mình không biết các bạn có cảm nhận được chứ mình đứng đây mình cảm nhận được. Trời ơi, chín rồi. Ngon quá. Ok, nghe cái xương, trời thơm quá các bạn ơi. Quá thơm luôn. Hết sảy. Ok, chút nữa đi. Ừ, nhân liệu để cái da coi. Trời ơi, da ngon các bạn. Ngắm hỏi. Rồi hỏi em.
Thôi cái cảm giác mà mình lần đầu tiên mình làm thịt heo quay các bạn, nó lạ quá. Bây giờ phải đem mình lên trên phòng ăn mới ngon các bạn ha. Để phòng ăn đó. Ok các bạn ơi, như vậy thì cảm ơn các bạn đã trở lại với kênh Ăn Chơi Cùng Văn Lì. Thì bữa hôm nay mình sẽ ăn thịt heo quay mình tự nướng. Các bạn biết không, đã sống 30 mấy năm rồi mà lần đầu tiên nướng thịt heo quay các bạn. Hồi xưa ăn thịt heo quay rất là nhiều. Thì mình mới khá là ngạc nhiên là tại sao người ta lại thích ăn thịt heo quay như vậy, mà tại sao lại không ăn thịt heo khác. Thì mình cố tình để một nguyên một dĩa heo quay riêng, thấy không, nguyên một miếng thịt dài để mình cắn cho cái video được hấp dẫn. Còn đây là thịt heo quay mình đã chặt nó ra và mình sẽ cuốn với lại rau đó, và bánh hỏi đó, và bánh chén nghệ đó. Trời ơi các bạn biết không, làm YouTube là một công việc sướng nhất ở trên đời này, vừa được ăn vừa được trả tiền mà còn bị người ta chửi, lộn, bị người ta khen nữa. Thì bữa hôm nay mình sẽ uống với loại ba loại rượu để cho cái video được hấp dẫn các bạn đó. Bữa nay mình sẽ uống gì là bia Tiên Tạo và rượu nếp Hàn Quốc đó. Bây giờ thì mình sẽ gót vô đây trước đã. Trời ơi, ăn uống là một nghệ thuật và người ăn uống cũng là một nghệ sĩ. Trước tiên mình sẽ gót bia đây, mình chỉ gót vừa đủ để cho nó đủ độ lạnh thôi đó. Mà hãy ông YouTuber ăn uống là nghệ thuật đó. Rồi bây giờ tiếp theo đó chính là củ gạo Hàn Quốc, mình gót củ gạo Hàn Quốc ở đây. Rồi tiếp theo đó chính là, rồi đó buồn quá, trời ơi, đó chính là nước sparkling water, nước trái cây các bạn. Ok các bạn ơi, các bạn nhìn thấy ba cái ly của mình là các bạn thấy no rồi đó, đừng có ăn nữa. Ok bây giờ thì mình sẽ để cái dĩa nó qua đây đi cho vợ mình nó ngồi bên kia nó ăn đi, mình thì mình sẽ ngồi bên đất này ha. Đó, trước tiên á, ở đây mình có một dĩa nước mắm nè, và mình có ớt nhà trồng. Ớt này là ớt nhà trồng các bạn nhé, ớt này rất tươi, không có phân bón hóa học ăn không, ớt mà mình ăn như là như leo không, nó rất là cay các bạn, nhưng mà mình thích ăn cay lắm. Ăn một tí đồng biển ra. Ngon quá. Ok bây giờ để thưởng thức heo quay của mình đã nóng hổi mới ra lò, các bạn nhìn nè. Ăn ngay và luôn, nóng hổi lắm. Ngon lắm. Nó nóng, nó giòn, cay, nó thơm, tôi nhau tôi chết luôn. Bây giờ đó, cái miếng đầu tiên là mình phải uống với bia đây, tự nhiên trong lòng bữa nay uống bia, cạn ly các bạn ơi. Quá đã. Trời ơi, người ta nói là buồn ngủ mà gặp chiến manh, đồ ăn ngon mà gặp bia ngon nữa thì hết sảy con 17. Bây giờ gót tí nữa đi, gót ít thôi, gót nhiều quá hao đó. Mặc dù là mình là YouTuber thôi chứ bây giờ thì miếng thứ hai mình sẽ lấy salad. Mặc dù mình là YouTuber thôi nhưng mà mình là YouTuber nghèo đó các bạn, nó không có giàu. Rồi bây giờ bỏ đi miếng thứ hai thì mình sẽ bỏ thêm rau vô nữa, ăn cho nó sung mà. Mùa này bên Mỹ hơi lạnh cho nên không có rau nhiều ha. Đó, chấm với nước mắm thôi. Trời ơi, ngon quá rồi, quá ngon. Nãy giờ mình ăn hai trái ớt rồi đó, cái này là ớt hiểm nha bạn, cay lắm. Bây giờ mình sẽ uống với củ gạo Hàn Quốc coi nó ngon không.
cạn ly. À, quá đã, quá ngon các bạn. Nói chung á, thịt heo ăn với lại bánh hỏi cũng ngon nữa, uống với bia cũng ngon nữa, uống với gùi gạo Hàn Quốc cũng ngon nữa các bạn. Thơm. Còn cái đây là ly nước ngọt. Quá ngon các bạn ơi. Ha ha. Còn đây là cái miếng thịt heo của mình. Nó nhiễu mỡ xuống nè. Chừng nóng phỏng mỡ nha. Quá nóng quá. Ngoài ăn thịt heo mà ăn nguyên miếng thì mới sướng. Trời ơi. Mà mỡ thì mình ăn cái da mà chứ ăn ăn này nó mỡ á. Ăn này mình lên cholesterol chết. Tấm nước nóng này. Trời ơi, nó còn sống. Ngon quá các bạn. Các bạn nhìn nè. Trời ơi. Da yeah, miếng nào mới nấy á. Nó giòn rồi. Đó. Đó. Ăn heo quay là ngon nhất cái da. Khẹn ly đi. Vô. Quá đẹp các bạn. Các bạn thấy không? Nãy giờ. Nãy giờ ăn ba chớ thì quá phê. Nó quá ngon các bạn. Mình thấy bây giờ giờ cái ly bia lại đi. Giờ cái ly rượu lại đi. Mình đây không có cái nghề nào mà sướng bằng cái nghề YouTuber. Các bạn biết không, YouTuber á là làm YouTube á là nhất là làm YouTube về đồ ăn. Làm YouTube lời thứ hai là làm YouTube về du lịch. Không, vừa được ăn mà vừa được trả tiền. Không thôi là vừa được ăn mà vừa được đi du lịch. Đó. Còn các bạn biết làm YouTube về cái gì là lỗi nhất không? Mình đố các bạn. Trong khi mình ăn, mình biết các bạn đang suy nghĩ. À, bây giờ mình sẽ bỏ cái này vô đây, bỏ cái này vô đây. Bỏ miếng da heo vô đây. Trời ơi, da heo cuốn bánh hỏi. Các bạn biết hồi xưa khi mà YouTube chưa ra đời á, thì mỗi một lần mà mình muốn ăn cái gì hay là ăn cái gì á, mình phải bỏ tiền mình mua, thì nhiều khi mình cũng hơi tốn kém các bạn. Tại vì các bạn thử suy nghĩ đi, giống như các bạn muốn ăn món này đúng không, mà các bạn có nhiều người hỏi các bạn chùm sò bạn, chẳng hạn như là họ muốn ăn cua hoàng đế đi, thì có nhiều người họ không ngại, họ không muốn bỏ tiền ăn, họ nói trời có con cua này sao mắc vậy, thôi ăn rồi đi ra cũng hết rồi, cho nên họ không bỏ tiền các bạn. Nhưng mà có rất là nhiều người làm YouTuber, họ bỏ tiền ra họ ăn con cua hoàng đế và họ lấy được tiền lại từ cái video đó, cho nên họ rất là mạnh tay chi tiền các bạn. Cho nên từ cái ngày mà YouTube nó ra đời đó thì nó đem lại cái cuộc sống cũng rất là sung sướng bạn. Giống như là những YouTuber họ vừa bỏ tiền ra họ mua con cua và họ ăn và họ quay clip về con cua đó và họ lấy được tiền và họ lấy rất là nhiều tiền, đúng không? Thì họ vừa được ăn con cua nè, họ vừa được trả tiền và họ được nổi tiếng nữa, đúng là một công hai ba chuyện các bạn. Vừa được ăn, vừa được trả tiền, quá sướng. Các bạn ơi, các bạn có thấy cái nghề nào mà sướng hơn làm YouTube không? Quá sướng đi. Nhưng mà có nhiều người á, nhất nhất là người Việt Nam của mình á, khi mà họ thấy một người nào làm YouTube á,
thì họ liền chê bai người đó, họ nói là trời mấy cái tụi này đúng là vô công gọi người, giống như là mấy đứa này tối ngày cứ quay phim tào lao rồi không chịu đi làm kiếm việc làm đi. Các bạn biết không, thời buổi bây giờ là thời buổi của công nghệ, thời buổi của technology đó, mình phải dùng đầu óc của mình để mình kiếm được tiền, chứ mình không dùng sức khỏe của mình để kiếm được tiền. Thì những cái người mà họ nói là trời mấy cái người làm YouTube là mấy cái người tàu lao, thì mình biết được những cái người này họ không phải là những cái người am hiểu công nghệ. Những cái người mà làm những cái người mà nói là ơ mấy thằng YouTuber này tối ngày nó quay mấy cái làm xàm, thì những cái người này mình biết những cái người này, những cái người đó đó là họ không am hiểu công nghệ, họ không hiểu YouTube là cái gì, đúng không, họ không hiểu technology là cái gì. Họ chỉ biết là ok sáng thức dậy xách cái thùng đi làm, đi làm vô trong chỗ làm bị chửi xong không rồi về, rồi cuối tháng lãnh lương. Thì những cái người mà họ nói những cái YouTuber á là mấy cái người tàu lao, thì những cái người là họ biết đi làm công ăn lương rồi vài bữa nữa bị đuổi xong rồi đi làm công ăn lương. Các bạn hiểu không? Thì những cái người giống như chẳng hạn giống như mình đi, mà nó thẳng mình đi, ok bây giờ mình làm YouTube, thì bây giờ mình nói dụ đi, tại vì có rất là nhiều người nhắn tin mình nói là anh Nhân ơi em muốn làm YouTube, mà người ta nói là YouTube là cái lũ tàu lao. Thì đúng là có nhiều người tàu lao thiệt, chẳng hạn giống như là có nhiều người họ nói là tại sao mày không đi làm kiếm công việc làm đàng hoàng đi, mày làm YouTube gì sao ổn định được. Các bạn thấy không, đúng nhiều khi làm YouTube cũng không ổn định được. Giống như mình, ok mình có một cái nguồn thu nhập rất là ổn định, đó chính là cái tiệm nail của mình. Cái tiệm nail của mình là cái nguồn thu nhập 90% của mình các bạn. Đó là cái nguồn tiền rất là ổn định, mình kiếm tiền quanh năm suốt tháng luôn, nó là một cái nguồn tiền ổn định của mình. Nhưng mà bây giờ tối khi mà mình đi làm về đó thì mình có thời gian rất là rảnh các bạn. Người ta nói là thời gian là vàng bạc các bạn. Thì bây giờ mình thấy là thời gian của mình nó lãng phí quá, tại vì bây giờ á mình kiếm được tiền từ cái nghề nail này, nhưng mà bây giờ mình còn khá là nhiều thời gian nữa, thì mình phải dùng cái thời gian này để kiếm ra tiền, thì mình phải làm YouTube các bạn. Ok, thì mình làm YouTube mình cũng kiếm được tiền nữa, có nghĩa là thời sáng mình đi làm nail, tối mình đi làm YouTube, có nghĩa là mình kiếm được hai nguồn tiền luôn các bạn, hai nguồn tiền luôn đó. Thì mình cuộc sống của mình nó khá dễ hơn, chẳng hạn giống như là các bạn biết không, giống như thí dụ mình nói thí dụ con cua hoàng đế đi đó, các bạn biết không, con cua hoàng đế nó có giá là $400 tương đương với là 10 triệu đồng. Thì có nhiều người họ chỉ đi làm công thôi, họ không dám bỏ 10 triệu đồng ra để ăn con cua hoàng đế. Họ nói là trời con cua hoàng đế này nó đắt quá, thôi để sau này có tiền ăn, hay là để trúng số ăn đó. Nhưng mà mình làm YouTube, mình dám bỏ tiền ra mình mua con cua hoàng đế ăn, thì mình bỏ tiền ra mình mua con cua hoàng đế gì ăn, thì mình quay video clip mình sẽ lấy được tiền, cho nên mình không có ngán tiền các bạn hiểu không. Đó chính là cái cuộc sống của những cái người họ dùng đầu óc để mà họ làm ra tiền. Nhưng mà những cái người mà họ không dùng đầu óc họ làm ra tiền á, thì họ lúc nào họ cũng nói là thôi cái này mắc quá, thôi cái kia mắc quá. Các bạn hiểu không, chẳng hạn giống như là có nhiều người họ nói YouTuber là một cái lũ tào lao, thấy không, YouTuber là cái lũ ăn xong rồi rồi. Các bạn biết không, bây giờ những cái người mà họ đi làm công, họ đi làm quanh năm suốt tháng, họ chẳng có dư được, thấy không, họ không dám đi du lịch, họ không dám đi đây đó. Giống như là đi du lịch là một cái gì đó rất là xa xỉ với họ. Thì bây giờ mình làm YouTuber, ok bây giờ mình lên dự án, ok bây giờ tôi sẽ đi du lịch một tuần ở chỗ đó, và tôi sẽ quay video clip về một tuần ở chỗ đó. Thì mình có rất là nhiều video về cái chỗ mình sắp đi, và mình kiếm được rất là nhiều tiền từ cái chỗ đó, coi như là cái chuyến đi du lịch này mình được miễn phí các bạn. Nhưng mà mình phải làm video về cái chỗ đó, mình hiểu không, các bạn hiểu không. Đó thì mình dùng cái trí óc nhân tạo của mình, và mình dùng cái sức lực của mình, cái thời gian của mình bỏ ra, các bạn hiểu không. Đó thì mình vừa được đi chơi miễn phí mà mình lại được có tiền nữa, quá sướng đi các bạn. Cho nên YouTube là một cái nghề chứ không phải là một cái gọi là tàu lao các bạn. Những cái người mà họ nói mấy cái đứa quay YouTube là tàu lao là những cái người mà gọi là không theo kịp công nghệ,
giống như là các bạn biết, người ta thường hay nói là biển Trường Giang sống sao dồn sống trước. Những cái người này họ không thuộc cái thời đại này, các bạn hiểu không? Đó, cũng giống như bữa cái bữa hôm nay, ok, mình mua cục heo quay này về thì cái cục heo quay này chỉ có 10 đô la thôi các bạn, chỉ có 10 đô la thôi. Thì mình mua về đáng lẽ là mình ăn cái cục heo quay này, nhưng mà mình không định quay video. Nhưng mà mình nhớ ra là có rất là nhiều người họ nhắn tin cho mình, họ nói là anh Nhân ơi, em định làm YouTube mà em sợ người ta chửi em, cho nên mình quyết định là mình sẽ làm cái video này, các bạn hiểu không? Thì mình biết được mình bỏ ra 10 đô la, mình biết được mình bỏ 10 đô la để mua cái cục heo quay này, và mình bỏ ra 20 phút để quay video clip cho các bạn coi, thì cái video này mình đoán được nó sẽ đem về cho mình là 500 đô la các bạn nhé. Cạn ly. Nhưng mà các bạn thấy không, mình vừa bỏ ra 10 đô la để mình làm video clip này cho các bạn coi, thì những cái người mà họ muốn làm YouTube á, khi mà họ coi cái video này họ có động lực, họ nói là trời ơi, Nhân Lì nó bỏ ra cái 10 đô la mà nó quay cái video clip này mà nó kiếm được tới 500 đô la lận, quá hay, tôi cũng muốn làm được như vậy. Đó, các bạn thấy không, thì mình đang truyền cảm hứng cho những cái người muốn làm YouTube. Có những người họ muốn làm YouTube nhưng mà họ sợ bị chửi, quá hay, chứ có nghĩa là trong cái video này rất là hay bạn. Cái hay thứ nhất á là mình vừa được ăn heo quay ngon, cái hay thứ hai á là mình vừa kiếm được tiền từ cái dĩa heo quay này. Cái video cái hay thứ ba đó là mình đang truyền cảm hứng cho những cái bạn nào mà đang học làm YouTube. Quá hay các bạn. Trong video này nó có rất là nhiều cái hay mà không. Nhưng mà mình biết video này sẽ có rất là nhiều người họ ghét mình. Thì những cái người mà họ ghét mình á, thứ nhất là những cái người mà họ giống như là họ phải đi làm. Các bạn người không, họ đi làm từ sáng tới chiều về, họ nói trời, tao đi làm cực từ sáng tới chiều về, tao không có tiền, mà thằng Nhân Lì nó ăn sung sướng quá. Thì những cái người này họ không bằng mình, cho nên họ ghét cái video này. Ok. Cái người mà họ ghét mình thứ hai á là những cái người làm YouTube, nó nói trời, sao kênh của tao làm hoài mà không lên, mà kênh thằng Nhân Lì nó làm càng lên. Thì cũng có người ghét mình, các bạn hay không? Những cái người nào họ thích mình thì họ sẽ thích mình, những cái người nào họ ghét mình thì họ sẽ ghét mình. Nhưng mà cái hay của mình là những cái người mà họ ghét mình phải làm cho họ thích mình. Mà nếu mà họ không thích mình phải làm cho họ coi video của mình để họ kiếm tiền cho mình. Cái hay của mình là gì? Cũng giống như đó, các bạn biết không, khi mà mình làm YouTube á, mình thích nói chuyện cái dòng. Tại vì những cái người nào mà họ coi video của mình từ đầu tới cuối, họ mới hiểu mình nói cái gì. Là những cái người mà thật sự thích mình á, họ sẽ coi video của mình từ đầu tới cuối, họ mới hiểu mình nói gì. Còn những người ghét mình á, họ coi video của mình họ không hiểu mình nói gì, tại vì họ coi họ xả qua thì họ không hiểu mình nói gì, cho nên họ phải bắt buộc họ phải coi từ đầu tới cuối họ mới hiểu mình nói cái gì. Cho nên mình thích nói chuyện cái dòng. Ăn thêm đi. Thì những cái người mà họ ghét mình á, mình phải bắt họ coi video mình từ đầu tới cuối, cho nên họ mới hiểu mình nói cái gì. Ăn nữa. Còn những cái người nào mà thích mình á thì họ đã coi video của mình từ đầu tới cuối rồi, cho nên mình không cần phải ép họ coi video của mình từ đầu tới cuối. Hết bia rồi, hết bia là hết phim các bạn. Còn những cái người nào mà họ không thích mình bắt họ phải coi video của mình từ đầu tới cuối, cho nên họ phải hiểu mình nói gì. Bởi có nhiều người coi video mình họ nói trời, sao thằng này nó cứ nói chuyện tới lui vậy, bởi nó bị mất trí nhớ hả? Thì mình cố tình mình làm gì để cho những cái người mà họ không thích mình họ phải coi video của mình từ đầu tới cuối. Đó, hay quá các bạn. Đó là một chiến thuật, người ta gọi là ở bên Trung Quốc nó có cái gì chiến thuật gì đó, binh pháp tôn tử, các bạn thấy không? Đó, thì bây giờ
Nếu mà một thằng kia nó ghét các bạn, có nghĩa là nó sẽ không coi kênh của bạn, đúng không? Nhưng mà bây giờ cái thằng kia nó ghét mình phải làm cho nó coi kênh của mình. Hay quá các bạn. Bây giờ mày ghét tao phải không? Tao sẽ cho mày coi kênh của tao. Nhưng mà mình phải làm cho họ coi kênh của mình 2-3 lần để mà họ để họ kiếm tiền cho mình. Họ càng ghét mình phải làm cho họ coi kênh của mình. Đó đó chính là cái hay của mình các bạn. Mình phải dẫn họ đi vòng vòng. Đó chính là một trong những tuyệt chiêu của binh pháp Tôn Tử các bạn. Không mày ghét tao phải không? Mày dẫn mày đi vòng vòng chơi đó. Còn nếu mà các bạn không ghét mình á thì các bạn sẽ rất là vui khi mà nghe được những câu này. À. Bây giờ mình ăn no rồi các bạn ơi. Tạm biệt các bạn nha. Thì để coi cái video này thì mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nha các bạn nhé. Hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau. Và để coi những cái người nào mà muốn làm YouTube á, họ sẽ có được cái ý tưởng gì không các bạn ha. Tại vì có rất là nhiều người kêu mình chỉ làm YouTube mà không ngờ mình hơi bận cho nên mình không có chỉ được. Thằng ơi. Hết bia là hết phim.